Tam Thế rồi Tam Trúc. Năm 2012, tháng 6 năm 2012 bắt đầu Lâm Thọ xây dựng ngôi điện Tam Thế. Ngôi điện Tam Thế này thì lúc đó cái nơi chúng ta đang ngồi đây là một cái quả núi, và bản bước núi thì mới có được một cái diện tích 5.550 m², để xây dựng cái điện Tam Thế như thế này. Thì bắt đầu xây dựng từ 2012, và sau đó thì xây dựng điện giáo chủ điện Quán Âm và chùa Ngọc ở Tam Quan Nội, trung tâm hội nghị quốc tế. Như chúng ta thấy thì bắt đầu từ 2012 mới khởi công xây dựng. Tuy nhiên thì trong vòng 6 năm, trong vòng 7 năm từ 2012 đến 2019, chùa Tam Trúc đã tổ chức thành công cái đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là đại lễ Vesak tại nơi đây. Và năm 2019 thì chúng ta đã vinh dự được đón 1.560 đại biểu, 1.650 đại biểu đến từ 112 quốc gia và lãnh thổ đến đây dự đại lễ Vesak Phật đản Liên Hợp Quốc. Thì như vậy các quý vị thấy là trong vòng 6 năm, trong vòng 7 năm mà một cái công trình vĩ đại như thế này có thể nói là làm ngày ngày đêm. Và cái hồ phía trước mặt chùa của chúng ta đây thì trước đây nó không phải là cái hồ lớn như thế này. Trước đây là đầm sen, là ruộng lúa, là đường đi, là nhà dân. Thì sau khi lắp 14.5 km đường đi giữa các nạo vét hồ thì có được hồ Tam Trúc lớn như ngày nay, khoảng 900 hecta. Hiện nay tổng diện tích của khu tâm linh Tam Trúc là khoảng 5.100 hecta. Thì chùa Tam Trúc hiện nay theo các quý vị thì đã hoàn thành được các cái công trình chính như điện Tam Thế, điện giáo chủ, điện Quán Âm, chùa Ngọc và trung tâm hội nghị quốc tế.
ở bên trong nhà bên sau ạ. Chỗ nào cũng có. Lấy đâu ra? Đang nuôi này để cho nó thuần người, nó thuần khách để nó đến. Cái này thì càng đến nhiều thì càng đông khách. Ôi,